Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cường để quay giới thiệu chú vị và các bạn một cái lô mai đây quý vị. Đó. Nhìn tổng thể cũng đẹp quá đây ha. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh, chào tất cả anh em. Thì hôm nay em có một số cái mai để giao lưu với anh em ha. Rồi anh chị em mình xem và tham khảo cái nào vừa ý thì alo em. Rồi hình thức bên em cũng bao sóng bao xếp nha anh ha. Rồi, vô cây số 1, cao 80. Hoành 20. Rồi, xây xây luôn. Có gì ngắm nghía kỹ xương cành em nói ha. Để quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu anh? 350 hả anh? Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 2 luôn. Cao 70. Hoành 21. Rồi, 21 hoành. Xương cành luôn quý vị. Cành cũng đều đây ha. Để luôn. Rồi, vô luôn nhiêu đan? 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. À, số 3. Cao 70. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Cái này lộn quá ha. 18 hoành á, cái số 3. Rồi, củ đế quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu đây anh? 300 anh. Rồi, xuống cây luôn. À, số 4. Cao 1 mét. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Đây, cành cũng đặt hết trơn rồi ha. Để luôn. Rồi, cho luôn nhiêu anh? 350 à. Rồi, xuống cây luôn. Số 5. Hoành 9, cao 90. Hoành 19. Rồi, 19 hoành. Đây cành quý vị. Đây cành đặt kẹo ha. Này đến, đây cọng cũng bự bự nè quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 350 anh. Rồi, xuống cây luôn. Số 6 quý vị. Cao 80. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Để luôn. Rồi, mình giao lưu nhiêu anh? Này 300 à anh? 300. Rồi, xuống cây luôn. Mà số 7. Cao 90. Hoành 19. Rồi, 19 hoành. Này xương cành đều rang ha, tứ diện luôn. Rồi, để xe đều luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? 350 anh. Rồi, xuống cây. 350. Rồi, mã số 8. Cao 90. Hoành 19. Rồi, 19 hoành. Xương cành luôn. Để luôn. Rồi, vô luôn nha. 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. 400 ngàn. Mã số 9 quý vị. Cao 70. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Đi sổ ha, cộng bự. Rồi, vô luôn nha anh. 300 anh.
Rồi xuống cây luôn 300.000. Mã số 10. Cao 1m. Hoành 21. Rồi 21 hoành. Tại cành đều luôn. Đế nôm còn bự luôn. Rồi cho luôn nhiêu anh? 400 anh. Rồi xuống cây luôn. Mã số 11. Cao 60. Hoành 19. Hoành nha quý vị. Rồi bộ đế nè ha. Rồi cho luôn nhiêu anh? 350 à. 350. Rồi xuống cây luôn. Mã số 12. Cao 90. Hoành 18. Rồi 18 hoành. Tại cành. Rồi để nè. Rồi giao lưu bao nhiêu đây? 300 anh. Rồi xuống cây. Cao 80. Số 13. Hoành 21. Rồi 21 hoành. Củ đế nơm sổ ha. Rồi cho luôn nhiêu anh? 350 à. Rồi xuống cây luôn. Mã số 14. Cao 80. Hoành 19. Rồi 19 hoành. Mã số 14 19 hoành ha. Tại cành nè. Rồi để luôn. Rồi cho luôn nhiêu anh? 300 anh. Rồi xuống cây luôn. Số 15. Cao 1m. Hoành 18. Rồi tại cành đều rang luôn. Rồi để luôn. Rồi cho luôn nhiêu anh? 350 anh. Rồi xuống cây. Cao 70. Hoành 17. Rồi mã số 16, 17 hoành. Đây đặt kẹo luôn. Rồi cho luôn nhiêu anh? 300 anh. Rồi xuống cây. Số 17. Cao 90. Hoành 20. Rồi 20 hoành. Tại cành cũng đều đấy ha. Đấy quý vị. Rồi giữ luôn nha anh. 400 anh. Rồi xuống cây luôn. Số 18 quý vị. Cao 1m. Hoành 17. Rồi rồi tại cành cũng đều rang ha. Đế nè, đế cộng cũng bự bự không. Rồi cho luôn nhiêu anh? 300 anh. Rồi xuống cây luôn. 19 luôn. Cao 80. Hoành 23. Rồi 23 hoành. Rồi để luôn. Coi về cái cũ đó nha anh. Thử luôn. 41 nha anh. 41. Để cái gì nó mới kỹ ha.
Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Này 900 anh. 900 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 20 luôn. Này cũng cây bự rồi ha. Rồi, chiều cao luôn. Cao 1m1. Rồi, cái hoành hơi bự đây. Hoành 30 nha. Rồi, 30 hoành. Nè, đưa lại. Có cái cục đá này. Bên kia nữa. Đây nè. Rồi, im rồi đó. Đó, xay xay chú gì cũng nghía xương cành ha. Rồi, xuống cái bệ đế nha quý vị. Nguyên bệ đây ha. Rồi, xay xay qua đây luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Này 1 triệu 7 anh. Rồi, 1 triệu 7 ha. 7. Rồi, mình qua lô anh. Qua lô. Này có 3 lô ha anh? 3 lô à. Rồi, 3 lô. Đây là lô số 1, 2, 4, 6, 8, 10 cây ha. Cái này cũng bự bự luôn nè. Quần 17. 17 nè. 18, 17, 18 của anh đây. Rồi, nằm ở khoảng đó ha. Dạ. Yeah. Thấy cành đều rang ha quý vị. Nhóc đó ha. Rồi, đế luôn. Diễn nghe kỹ đế nha. Mấy anh đây luôn ha. Tay cạnh đặt hết trơn ha. Rồi để tiếp nhân cái gì. Rồi lô này giao lưu nhiêu anh? 1 triệu 8 anh. 8, 10 cây ha. 10 cây. Rồi qua lô số 2. Cũng 10 cây luôn. Hoành 15. Rồi, 14 tới 16 hoành đi anh. 14 tới 16 hoành. Rồi, đeo diện kỹ đế ha. Rồi, qua 5 cây và tiếp bên đây ha. Hết 10 cây quá vậy. Rồi, giao lưu nhiêu anh? 1 triệu 3 anh. 1 triệu 3, 10 cây. 10 cây. Rồi, qua lô số 3 cũng 10 cây luôn ha. Hoành từ 17 tới 20 nha anh. Rồi, hoành 17 tới 20 luôn. Hoành bự ha. Dạ. Rồi, xương cành quá vậy. Rồi, để ha. Giữ ha. Tiếp ta, 5 em ở đây nữa có gì. Rồi, 10 ha, 10 em này đế đẹp không ha. Lâu nhiêu anh? 2 triệu rưỡi anh. Rồi, 2 triệu rưỡi có gì. Cũng là lô số 3, cũng là cuối clip rồi hả quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. À, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc ha. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào có alo trực tiếp anh Cường ha. À, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.